Rồi qua đây thì các bạn thấy rằng là khu này là thả trước 10 ngày cho nên tôm nó lớn hơn ha. Màu nước khi tôm lớn thì còn rất là mỡn, rất là đẹp các bạn thấy. Nhìn màu nước cực kỳ là nhuyễn nước luôn các bạn thấy. Đấy, quá tuyệt vời. Đấy quạt lên cửa này thì sao tôm không trúng được nha. Rồi chúng ta đi tiếp tục dỡ nhá, tiếp tục dỡ nhá, được bữa nay có được mùa dỡ nhá nha. Rồi trời ơi tôm này hàng ba rồi đó, thấy không? Hàng ba rồi vô rồi. 37, 38 không chứ? 35 con. Ở dưới đây độ mặn nó cao, ở vậy nhìn con tôm nó chắc nó nặng. Tôm nặng. Nó mập luôn, nó lăn. Lăn. Thôi dữ. Thôi. Tiếp tục. Ôi, tôm sung theo oxy quá trời luôn. Rồi chúng ta qua hồ tiếp theo các bạn nha. Là chính hiện nay là đang có hai khu với các gì em. Khu nhà là mấy hồ ta? 7 hồ. Khu nhà 7 hồ. Khu này là đang 8 hồ và chuẩn bị sắp tới sẽ làm thêm 8 hồ nữa. Thêm một khu mới nữa các bạn. Tổng năm nay chắc năm vừa rồi anh Chính cho được 300 tấn không ta? 200 tấn. Cả năm rồi á? Năm rồi được 200 tấn. Vậy thôi anh Chính coi. Anh Chính cả năm rồi mình được 200 tấn đâu chứ. Năm rồi hả? Dạ. Năm rồi trăm mấy à? Năm rồi bị có khu à? À năm rồi có một khu à? Ừ. 150 không? Dạ. Rồi năm nay mình chiến đấu làm sao là được 300 tấn đây các anh chị nha. Tại vì mình có hai khu mà. À. Rồi Thanh Vui, Thanh ơi. Vô Vũ ơi. Đấy. Tỉa không hay thu luôn? Rồi wow. 35 con. 35 con sung gì mà nó sung. Ôi con sung cả mặt luôn. Tôm giống CP rất là tốt các anh chị nha. Rất là nhanh lớn và hiệu quả. Nhưng mà vấn đề là chúng ta chỉ cần giữ cho nó đạt sát. Giống CP thì nhanh lớn nhưng mà nó hao sát, cho nên chúng ta cần phải có cái cách để mà giữ cho cái sát nó đạt sát tôm thì mình sẽ đạt hiệu quả cao. Mà muốn đạt hay sát tôm thì chúng ta phải cần gì các bạn? Hết cua.